chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Nam Bộ vừa kết thúc một ngày nắng mạnh, ngoài trời đang có gió và không khí dịu mát dần. Dự báo trong đêm nay, nhiệt độ tại Thành phố Hồ Chí Minh và những nơi khác ở khu vực Nam Bộ rơi vào khoảng là 21 cho đến 25 độ. Nếu như quý vị chúng ta nhìn vào biến trình tại Thành phố Hồ Chí Minh thì có thể thấy nhiệt độ trong ngày mai cũng không là quá cao, duy chỉ có một mốc vào lúc 14 giờ là mức nắng nóng 35 độ. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ cảm nhận thực tế ngoài trời lại nóng hơn rất là nhiều so với những con số như thế này. Bởi vì trời ít mây và nắng chói chang nên ra đường vào từ lúc 9 giờ sáng chúng ta sẽ cảm thấy nóng rất rõ rệt và thời gian nóng sẽ kéo dài cho đến 16 giờ. Ngoài Thành phố Hồ Chí Minh thì ngày mai còn có Đồng Phú, Biên Hòa, Tây Ninh, Thủ Dầu Một cũng là những nơi có nắng nóng với nhiệt độ là 35 đến 36 độ. Và những nơi khác bao gồm thành phố Cần Thơ, Phú Quốc thì nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Tiếp theo chúng tôi xin được chuyển sang thông tin thời tiết biển. Trên biển ven bờ từ Cà Mau cho đến Kiên Giang sẽ có mưa vài nơi và gió sẽ là cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km, thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động. Còn vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau và phía tây huyện đảo Trường Sa sẽ có gió cấp 6, cấp 7 cũng như là giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại bản tin dự báo thời tiết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị.